tôi không có câu view gì trơn nha, đừng nói tôi câu view, tôi không có tha thiết gì với cái giáo dục trơn rồi á, dạy về đam mê. Rồi những cái này mình cũng có thể là mình rút lại luôn, tại vì mình cần lấy cái bắt rau ra, hình dung ha, mình cần lấy bắt rau ra. Rồi cái này mình để là tớp. Rồi ok, tắt con mắt đi, tắt con mắt đi. Rồi bây giờ mình xuất nè, những gì liên quan tới nhau mà mình muốn xuất ra thì nó phải là một cái frame thì mình mới xuất ra được. Rồi cái nào không liên quan thì mình tắt đỡ đó đi. Rồi mình xuất này trước nè. Cái này sao nó ngộ vậy ta? Em sao nó ngộ vậy? À nó tuốt dưới đây luôn hả? Lộn nguyễn khu đâu ra vui vậy ta? Mình lấy khúc trên thôi chứ. À rồi, lúc vừa lít giờ lấy khúc trên. Rồi mình muốn xuất cái này chỉ cần chọn gì thôi các bạn, là cái này nó ra được hình trong suốt rồi đó ha. Ép bọt ra hình trong suốt là xong. Nói chung nó cực kỳ dễ, từ Figma mà mình làm là cực kỳ dễ. Ép bọt nó ra hai file luôn, thánh thằng ơi trời, hai file mà sao làm ăn gì. Hai file làm ăn gì được, một file thôi. Rồi bấm chuột phải, group selection, frame selection gì đó tùy ha. Rồi ép bọt. Rồi một hình thôi, tức là mỗi một frame mà xuất nó là một hình ha. Rồi bắt đầu tới cái này, nguyên cái đám này mình muốn xuất thì mình phải gom nó tất cả lại đó. Bấm chuột phải, frame selection, đấy nó đèn quỷ kia luôn rồi đó. Send to back cho nó nằm dưới đi. Rồi này mình xuất ra nè, ép bọt, mình có thể đặt tên luôn. Rồi cái này là background ha, cái này là cái line này ha. Rồi giờ mình hiện hồn cái thằng top kia đó, top. Mình có background rồi. Rồi ấy bữa nay tôi lưu sao bây giờ mất tiêu rồi ta. Layer mở này lên đặt tên lại ha. Cái này là background banner. Rồi cái này là một cái line, một cái line hoa văn họa tiết vậy đó. Rồi cái dài nhất là cái này. Rồi trong cái home này mình sẽ chọn cái top. Rồi hiện cái top lên lại. Rồi ví dụ như là mình muốn xuất cái gì thì bắt đầu mình xuất thôi. Hiện cái top rồi cái banner đó nãy đâu rồi. À banner ở trên. Rồi mở lên lại ha. Rồi bây giờ mình xuất thôi. Xuất thôi, tại tôi tắt đi cho các bạn thấy là nó những cái thành phần với nó rất là nhiều thứ dưới. Rồi ví dụ như cái này logo thì mình xuất logo thôi. Xuất logo. Rồi cái chữ khỏi xuất nha, cái nào hình mới xuất nha. Cái phông này cũng khỏi xuất luôn nha, cái này cũng khỏi xuất luôn nha. À cái này mình xuất nè. Đó. Cái button khỏi xuất luôn. Tại cái button mình làm ra đi anh sẽ được. Mình chỉ cần xuất những cái nào là cái hình thôi. Cái này xuất nè. Rồi khi mà mình làm mình có đặt tên á thì nó xuất cho mình được cái tên luôn nè. Nhìn đúng không? Logo nè. Rồi cái này là cái gì tôi không biết. Icon này để làm gì tôi không biết ha. Dễ quá thời tiết hả? Hồi nãy làm ghê ta. Tool là gì? À sáng tối hả? Thấy chưa? Thấy tôi thông minh không? Đó. Thân ớt thân on đó. Giao diện tối, giao diện sáng đó. Rồi, bây giờ tới cái sản phẩm. Anh rút ra, rút cho đã. Giờ anh rút, điên dễ sợ chứ. Rồi, sản phẩm, email,
anime rồi ép bò dễ lắm, không gì gì khó gì đó, chỉ sợ biết làm thôi. Rồi chữ này khỏi nè, cái khung này thì mình xuất nè, cái nào mà mình nghĩ là sẽ thế là không được mình xuất, còn lười quá thì để nguyên hẳn BNG đem qua bên kia luôn cho xong nha. Lười quá cứ để nguyên vậy, từ từ mình tính giống gì trên mình làm cho có cái giao diện cái đã. Rồi ok, cái này xong ha, tới cái này xong ha, cái này mấy cái này nhớ cái phông không em, hay làm lấy cái hình gì nó chơi cái IMG thánh thần ơi trời, rồi xuất ra luôn. Ví dụ như phông thì không sao, còn IMG phải xuất ha, cái nào IMG là mình xuất ra. Rồi tới đây chắc là được rồi đó, làm lao được rồi đó. Phông khỏi, phông khỏi, phông khỏi, mấy cái này phông khỏi. Bắt rau nè, bắt rau nè, cái hình bắt rau nè. À chỉ có cái này thôi nè, cái shadow, cái shadow của đôi giày, lấy hình đôi giày đi, lấy hình đôi giày trên ha, trên một trên hai ha, quá tuyệt vời luôn. Rồi lấy cái background này, cái màu khỏi nè, lấy cái hình này nè, hình này không sẽ được đâu. Rồi add ball, lấy cái hình này luôn nè, bên trái bên phải nè, add ball SPG hả, hay quá à, bỏ đó đi. Rồi mấy này không cần, này không cần luôn. Rồi nói chung là ổn rồi đó, lấy một cái màu xanh này nữa là được rồi nè. Một hai ba, sao nó không đi vậy, sao nó không đi nhỉ, ba layer, ba layer cùng một em quấn đâu, lúc ở dưới có nằm bên đây không, mình làm component tên gì mình phải để cái tên để sợ cho nó nhanh không thấy luôn, ta không thấy component luôn. A à, component nguyên một cái hình đó hả, Nguyễn này là banner nè, Nguyễn này là banner nè, Solution banner, banner 2 quá trời quá đất, giống như là sơ đồ nhà đất vậy. Nó nằm đâu em, nó nằm phía nào vậy, cái background của cái thằng
đây đây nó là một cái cụm luôn nè, ý là tôi muốn tìm này riêng nè. À rồi Apple, ok cái group này là background box sản phẩm. Các bạn hiểu cái đồ tôi lấy cái này không, tức là lấy này để làm background, còn cái màu không cần ha. Rồi ok ổn, bây giờ mình coi lại cho mình xuất được cái gì của đồng gom lại ha. Gom lại hai cái group này là gì đây, cái trend, cái background trend, cái này là cái background trend, background trend 2. Rồi hết rồi đó, bị teo cái gì ạ. Rồi cái này là gì ạ, rồi ok ha, bắt đầu subtract là gì ra ta, copy đi lát bỏ. Background banner. Rồi ok, Ctrl X ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái HTML. Tạo cái thư mục đi. Bắt đầu tạo thư mục nè. New thư mục mới nè. Thư mục này tên gì vậy? NN shop. Su 23. Rồi, tạo thư mục. Mấy cái này thì các bạn biết hết rồi nè. Image. Rồi. Tạo thư mục. CSS luôn. Rồi ok. Bắt đầu. Có tóc chỉ. Có đua nha. Ai làm xong trước được tặng quà. Vừa coi vừa có. Vừa coi vừa có tóc ký nè. Chơi trò nhanh nhanh đi. Còn ai không biết thì từ từ nhìn coi lại. Rồi index.html ha. Rồi bây giờ cái trang web của mình, trang web của mình làm, mình làm sao á để mơ mốt làm việc con siêu cho nó dễ chứ gì trơn trội á, chứ mà làm đường nào nó cũng ra nha. Thì đây trang web này nó chuẩn rồi, nó chuẩn HTML rồi, chả có gì để nói hết trơn trời á. Thì các bạn suy nghĩ nè, một trang web thì từ trên xuống dưới nó có nhiều section nha. Thì mỗi section đó các bạn sẽ thấy hoặc nó full màn hình hoặc nó đúng 12 cột. Thì những gì tôi nói là mỗi cái là nó có một cái section, nó có một CSS hết, hoặc nó full màn hình là một CSS, hoặc nó là 12 cột nó là một CSS. Rồi thì bắt đầu các bạn phân tích từ từ. Rồi các bạn thấy nè, mỗi section nó cách nhau một cái khoảng nhất định, nó phải đều với nhau. Đó. Nha, nó phải đều với nhau. Thế là section này với section kia là nó phải cách đều với nhau thì nó thống nhất. Thì bây giờ mình viết những cái nhìn tổng quan trước như vậy rồi mình mới bắt đầu đưa dữ liệu vô. Và khi làm layout website á thì các bạn cứ cắt lát như cắt lát bánh mì vậy đó, tới đâu chính xác tới đó, tới đâu chính xác tới đó. Chứ đừng có ngồi gõ có cho dữ vô. Rồi một lát nó lỗi không biết đường sửa. Lỗi sẽ đến là cũng mệt lắm, khó biết đường sửa lắm. Thì các bạn thấy mình có hai cái section quan trọng nhất, là cái thứ nhất là cái full màn hình, cái thứ hai là 12 cột. Và các bạn thấy có cái gì nữa? Có cái là khoảng 8 cột cái gì nè. Cái này nhiêu cột? Hỏi tác giả. Phải canh cột con. Phải canh cột. Con canh giữa là trừ điểm nè. Mình phải canh cột, canh giữa là sai. Ví dụ như nó phải là 8 cột hoặc là 6 cột, không có canh khơi khơi vậy ha. Nếu mình canh khơi khơi vậy là cái cột nó không có tác dụng gì trơn trọi. Ví dụ như cái này, ok em bỏ 3 cột thì bỏ 2 cột bỏ. Chứ nãy tôi nhìn là 8 cột á. Ví dụ như nếu mình bỏ 2 cột thì cái hình nó phải là 3 cột. Còn những thông tin này là 3 cột còn lại, ví dụ như vậy. Là mua 6 hả? Thì bên này 3 cột, bên đây là 5 cột, ví dụ như vậy. Nó phải đúng vô số cột.
thì mình chia cái layout nó mới dễ. Còn làm lưng chừng này là thua nè. Đó, làm lưng chừng chỉ có cách là cắt nguyên hình này rồi để vô center là xong. Ha, cắt nguyên hình tức là cắt cái trơn nguyên này ra nè. Rồi mình để center là xong à. Tại vì không có nghĩa gì chứ, mình không có làm hover được. Ha, nếu mình đem nguyên hình này để vô thì nó không có nghĩa gì chứ. Mình phải làm cái này riêng nè, cái này riêng nè. Quên, cái này riêng với cái này riêng nè. Khi hover vô nó là cái gì? Ví dụ như mặc định của nó là màu xanh không thôi, hover nó có màu cam, màu hồng, màu vàng gì đó thì nó sẽ ok hơn. Hover vô là cái hình nguyên thủy, còn bình thường nó hình một màu thôi thì nó sẽ đẹp hơn, nó có tương tác người dùng hơn. Chứ không thể nào mà lấy nguyên cái đám ôm này xuất ra cái hình rồi gắn vô là tào lao ha. Nhưng mà tôi xuất thử, tôi làm thử. Tại vì mình có liên kết, không lấy được cái số 2. Chưa lấy được số 2. Chưa lấy cái bo số 2. Rồi con căng rô rô. Rồi ok. Còn trên G, cái này là 4 dịch vụ hả? Adboard. Adboard. Ok. Còn trên X, dán vô đây. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình viết HTML CSS nè. HTML ha, HTML 5 đó. Rồi website về shop đấy. Rồi tạo cái liên kết CSS vô, liên CSS vô. Rồi mình đang đặt trong cái CSS duyệt. Rồi trong CSS duyệt này mình sẽ làm một cái file CSS style.css. Rồi cái này thì ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ viết CSS trước nè. Nãy giờ mình phân tích cái gì là mình viết CSS trước, tức là giống như nó có một số CSS default vậy đó nha. Thì ví dụ như tôi sẽ nói là cái CSS mà nó full màn hình thì tôi đặt nó tên là raw, tức là mỗi một cái layout mình sẽ cắt ra nhiều hàng, mỗi hàng nó là một cái raw. Thì đây là cái tư duy là mai mốt mình học về bootstrap nó dễ, hoặc là đứa nào lén học bootstrap đi thì nó sẽ, cái tư duy nó sẽ như vậy. Mình muốn chia cột là nó phải có raw ở trong đó ha. Rồi muốn một cái layout đó có bao nhiêu cột nữa thì cái cột ở trong cái raw, lúc nào cái raw cũng bao quanh một cái session ha. Rồi nếu mà cái raw này mình nói nó là một cái cột, một cái hàng rồi đó, thì chắc chắn nó là lot left with 100%. Đơn giản vậy thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều mệt. Tức là một cái hàng cắt ngang trên layout web đó, nó là vậy. Rồi mình đang nói cái gì nữa? Có một cái box giữa màn hình 12 cột nữa ha. Thì lúc này mình cho nó là một cái container. Container theo Bootstrap thì nó sẽ khái niệm đây là container bình thường ha. Rồi container này nó là width. Ví dụ như mình có thể là cho cái width chỗ này nó cố định nè. Ví dụ như bạn đó nói là 1200 gì đó chẳng hạn. Ok cũng đúng ha. 1100 mấy chục cũng đúng, tùy. Nhưng mà các bạn phải ước lượng là cái số lượng khách hàng của mình vô cái trang web mình đó bằng cái trình duyệt gì, bằng cái thiết bị gì nhiều nhất. Ví dụ như vậy, 60% người ta sử dụng điện thoại để ta vô. Còn 40% là dùng desktop vô, mà desktop bây giờ toàn là full HD nhiều. HD ít lắm. Những bạn mà có cái máy mà 1280 ít lắm đó, cho nên cái width này của mình nó cố định 1200 cũng được không sao hết. Nhưng mà nếu 1200 thì nó không có đúng chuẩn về cái 12 cột mà nó phải là 1170. Đúng chuẩn 12 cột nghĩa là khi mà kích thước đúng như vậy mà nó duyệt trang web á thì nó thấy trọn vẹn, nó không có bị thanh của ngang, nó không bị mất bên trái bên phải. Tại sao 1180?
các bạn lấy số 12 các bạn nhân cho cái chiều ngang của cột cộng với 11 lần khoảng cách của các cột là nó ra được 1170. Đối với cái cột là 80 pixel và chiều ngang 30 pixel, ví dụ như vậy. Cái này là lý thuyết cái trang nãy 960 chấm ghẽ đó là gan vậy ha. Rồi à, nó là giữa màn hình mà Vinh không ô tu hết mấy cái này, các bạn học hết rồi, nhưng mà bây giờ mình được confirm lại hiểu rõ hơn hả? Ai vậy hả? À tại tôi nhí nhố. Tôi cài cái extension là Rainbow vô đây nè, cài chọn cái cầu vòng cài vô để cho nó búng 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 vô có cho được buồn ngủ. Trời Phật ơi là trời, mấy cái xàm xàm này nó khoái lắm ha. À, Rainbow à, không phải Rainbow mà là Firewall, tôi nói nhầm. Rainbow là cái đoạn có nó có cột nhìn ngay hàng thẳng lối có nó đẹp. Cái này là Firewall System. Sao thử coi Rainbow được không? Đâu rồi tôi cài đâu, tôi mất tiêu nè. Tôi cài lâu lắm rồi tự nhiên hỏi tôi quên. Nè. Ồ không phải. Cái này là cái phân cột. Cái Rainbow là cái phân cột. Ê mất tiêu rồi, quên rồi. Pháo hoa là gì? Thì tôi ghi Firewall mà ta mà sao nó không ra ta. Thôi các bạn mò cài đại đi. Không nhớ, cài lâu quá không nhớ. Tôi nhớ Firewall mà ta. Rồi bỏ qua một bên ha, bỏ đi. Ba cái sàm đó đừng nhớ. Để cho mình nó đỡ buồn ngủ thôi, vậy cho phúng 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 lên vui. Rồi, à, bữa nãy mình phân tích á, có một cái full phân tích là có một cái là giữa màn hình và phân tích là có những cái box mà nó nằm giữa màn hình lưng chừng, nó 6 cột, 5 cột, nó 7 cột, nó 8 cột. Thì các bạn thấy các bạn lấy 100% các bạn chia cho 12 thì nó ra mỗi cột là 8,33% ha. Thì từ đây về sau ngoài cái container là cố định ra, tất cả những cái box còn lại các bạn tính thành phần trăm hết. Nó bao nhiêu cột thì các bạn nhân với 8.33 là ok. Thì chừng nữa mình sẽ làm cái ribbon xịp nó dễ, đơn giản gì thôi đó ha. Ribbon xịp nó sẽ dễ. Cho nên bây giờ cái bóc mà giữa mới nãy á, là mình nói là 6 cột. Thì 6 cột mình lấy số 6 mình nhân cho 8 là nhiêu? 6848. Rồi mình lấy 500. Nó ví dụ như vậy. 6848 48% đúng không? Rồi. Rồi cái bóc bữa nay là cái bóc dịch vụ ha. Cái bóc 8 cột đi. Đó mình để cái bóc 8 cột. Thì mình nó sẽ là width 8 86 48, mình ghi là 48%. 48% tức là 50% đó trời. Nó nằm giữa là 50% á. Rồi mà kinh không auto. Có ai không hiểu cái thông số mà kinh này không? Không là gì, auto là gì? Giải thích lần để nhớ luôn đi, đừng học vẹt nữa. Tại sao nó là không, tại sao nó là ô tu? Nhiều người lắm á, 99,99% không hiểu hai cái số này. Học vẹt chơi cho vui chứ không biết. Cười. Nói chung là đúng ý rồi đó. Em cái thằng vui vui tôi phải hỏi à. Nó hỏi cái tay quơ là cái gì nãy. Phúng 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 phúng. Biết không, biết số 0 là gì không, có ô tu là gì không? Hả? Ngang dọc hả? Hay với ta. Cụ thể coi. Mình dọc ngang mới đúng, sao tại sao nó ngang dọc? Top bottom với left right. Chứ không phải ngang dọc. Nói tiếng Anh với chuyên nghiệp đi. Cái này là top bottom này con. Ở trên ở dưới là không. Auto tức là nó tự ôm vô cái nội dung của mình. Nó bỏ bên trái bỏ bên phải,
chứ không như ai kia đo mặt gin lép lên ra là 120, không phải, không cần vậy ha. Thiết bị nó rộng kệ nè, kệ nó rộng bao nhiêu kệ nó, miễn làm sao nội dung nó bảo tồn nó nằm ngay giữa thôi. Các bạn coi mấy cái trang web hiện tại cũng vậy, mình mở lên rồi mình control lăn chuột là nó y chang vậy, trang nào cũng như trang ấy. Ví dụ như trang FPT Shop hả, tôi vừa nói xong cái tôi ví dụ mà nó chất quớt cái tôi quê nè, tức là cái box mà nó chứa nội dung chính của mình á là luôn là cố định, luôn luôn là kích thước cố định. Để làm chi? Để khi mà người ta thay đổi màn hình hay thay đổi bất cứ cái gì, zoom in zoom out hay là thay đổi màn hình, thì tỷ lệ nội dung website nó được bảo toàn, nó không có rớt, nó không có gì trên rồi á, thì mình đang làm theo cái hướng này ha. Nói vậy đó, nó cố định, nó cứng ngắc vậy đó. Cho dù cái thiết bị mình nó bự, nó nhỏ cỡ nào tùy. Còn khi mà mình chuyển nó qua bên mà mobile, lấy mobile duyệt web á, thì cái width đó mình sửa lại 100% là xong. Cái width của cái container đó sửa lại 100% là ok. Này nè, nhanh lắm. Rồi mình mới bắt đầu mình phân tích từng session. Session nào mà nó là đang con 6 thì mình cho 100%, đang con 3 thì mình cho 50%, là tự nhiên cái responsive của mình làm rất là nhanh. Tức là mình phải viết cái này chuẩn ngay từ đầu thì tới hồi responsive làm nhanh lắm, không mất thời gian nhiều. Còn mình làm mà cứ ngồi đó tính toán bao nhiêu pixel, chuyện nó chuyển qua mệt á. Rồi ha, mình có nhiều đó. Rồi bữa nay mình phân tích cái gì nữa, mình nói là các session á nó có khoảng cách giống nhau, hình hiểu không? Thì bắt đầu dùng thẻ session, dùng thẻ session HTML5 mà, thì lúc này mình cho cái margin. Ví dụ margin của mình đó, top, bottom, mình quyết định đó, ví dụ 50 pixel, left right 0 pixel. Đó, margin 50 0. Top, bottom, left right, tức là session nào nó cũng cách nhau vậy chứ, bắt đầu điệu đẹp. Rồi, ví dụ như cái session này nó không có cần margin thì không cần làm margin ha. Ví dụ cần margin thì làm margin. Ví dụ như dữ liệu của mình nó sát 12 cột là mình không cần cái margin. Còn khi nào mà nó cần thì mình viết sao. Rồi ok xong. Một cái CSS default nữa thì các bạn phải biết đó là body. Nãy giờ mình chưa làm gì chứ, mình chỉ cần gõ CSS default luôn đó. Sau khi phân tích thì gõ CSS default, chưa làm gì hết đó. Ha. Thì cái này margin không, tức là website mình lúc nào nó cũng sát với trình duyệt, nó có dư ra miếng nào trên rồi. Bạn nào làm mà dư ra khoảng xíu 5-10 pixel là mình chưa có cái này, chưa có margin không trong body ha. Rồi có một cái default khác nữa các bạn phải biết nữa là sao cái này gì, ai biết đọc ấy? Reset hả? Là gì? Set CSS hả? Reset CSS là gì? Cái kiến thức nó lạ quá tôi không biết. Box sizing. Biết cái này chưa? Box sizing. Border box. Ý nghĩa nó là gì? Ai mới nói vậy? Mình phải biết ý nghĩa nó chứ ta. Nó không quan tâm tới, nó không quan tâm tới margin, nó không quan tâm tới bedding ha. Nó chỉ quan tâm là nội dung trong đó như thế nào, nó tự bóp vô thì nó sẽ ít cứ bị rớt bóc. Khi nào các bạn rớt bóc đi tôi chỉ ha. Còn này default để nguyên vậy đi. Rồi bắt đầu mình mới viết code nè. Ở trên này default, bây giờ mới bắt đầu mình dựng lao website nè. Rồi bây giờ đầu tiên là mình dựng cái gì, dựa theo ra ông ta làm chứ dựng gì trời, hỏi vô tri. Đây layout ta đưa sao mà dựng vậy, các bạn làm được cái này là các bạn đi làm được rồi đó nha. Cái là người ta đưa mình cái file Photoshop, bắt đầu mình ngồi mình dựng HTML CSS là có tiền đó, bắt đầu có tiền rồi đó. Hiện tại là Photoshop nhiều hơn Figma, mà đây Figma đang chuyển mình rồi. Tại Photoshop nó làm đẹp hơn, nó làm kỹ thuật hình ảnh hiệu ứng này nọ đẹp hơn Figma nhiều. Figma chỉ có cái là nhanh gọn lẹ và làm rồi tự tay được, Photoshop là không được hết. Rồi bây giờ này nè, nguyên cái này của mình nè, và nguyên cái này luôn nè, thì nó là một cái
background của thằng body hay là background của header là do các bạn quy định ha. Và các bạn nên dùng background của body, tại vì header á, nó chỉ có khúc này thôi nè, nhưng mà tới hồi vô trang trong á, header nó cũng có khúc này thôi. Cái banner này là thuộc về cái home, cho nên banner là phần ở trên, cái background này là phần của body ha. Thì bây giờ cái phần này là phần navigation, tức là thanh điều hướng, hay là mình đặt tên là top cũng được, chả sao hết á. Thì bây giờ mình sẽ làm như vậy nè. Ở đây mình xuống hàng, bắt đầu một cái hàng ngang đầu tiên ha. Hàng ngang của mình đầu tiên là chấm raw. Rồi, trong hàng ngang đầu tiên này là mình khai báo nó một navigation. Đó. Hoặc là mình cái đó đụng từ khóa rồi. Mình đặt lên là top đi. Đó, thì cái này là cái đầu tiên của mình nè, cái hàng đầu tiên nè. Và cái top này là cái gì đó, khi các bạn làm CSS các bạn chú ý, một class nó có thể nhiều CSS. Một CSS dùng để làm layout, một CSS dùng để định nghĩa các thành phần trong cái div đó. Một CSS khác có thể là thôi từ từ biết. Rồi bây giờ mình mới có cái top là cái này để dành nữa mình làm CSS cho thằng con thôi. Cái thằng layout của mình, thằng này là layout nè. Thằng layout tiếp theo của mình là gì? Có phải là cái thằng gì đó, container. Đúng không? Cái thằng layout của mình, cái thằng căn layout là container, cái thằng căn layout là ngày. Còn cái tên gọi này để đây chơi cho nó vui, để một lát mình định nghĩa một số cái thành phần trong cái box này nè. Ví dụ như là top img như thế nào, top icon 1 như thế nào, top icon 2 là như thế nào. Thì ít nhất trong một cái class nó có hai CSS này nè, và nó còn nhiều CSS khác nữa. Từ từ biết ha. Ví dụ như mai mốt mình học tới JavaScript hay tới gì đó, thì một class nó có thể nhiều hơn nữa, nhiều hơn hai CSS. Nhưng mà hai CSS này, hai CSS quan trọng cực kỳ nè, mình phải biết. Một cái để dành căn lao thôi, còn cái này mình sẽ định nghĩa cho những cái thằng nằm trong cái div này. Đó, rồi trong đây bắt đầu mình mới chia cột nè. Mình mới chia cột nè. Ví dụ logo này nè, nó có cột 1 à. Rồi, hồng quỷ này nó khoảng 4 cột. Mà hồng quỷ chính giữa này không cần, chừng nữa nó tự động nó co giãn ha. Co giãn trong đây nè, từ đây tới đây. Cho nên cái logo 1 cột, 3, 4 thằng này là 3 cột. Hình dung không? Thì bắt đầu mình sẽ viết sẽ đấy như thế này. Chấm con 1. Rồi, chấm 3 với 1 là 4, thì còn lại bao nhiêu? Chấm con 8. Tôi tự hỏi, tôi tự trả lời. Chấm con 3. Rồi, bắt đầu bây giờ mình mới biết CSS con 1, con 8, con 3 là cái gì. Rồi mới nãy tôi cho thông số rồi, bây giờ mình viết thôi. Con 1. Quay qua đây viết liền. Đấy, cho nên các bạn phải viết HTML trước, định nghĩa các box trước, rồi sau đó mới quay qua viết CSS. Bây giờ mình con 1 mình biết là cái gì à? Con 1 là nhiêu? Width nhiêu? 8.33%. Đấy. Con tiếp theo là con mấy? Con 4 nhiêu? Con 3 chứ quên. 8.324, tức là 25%. Nha. 25%. 24 chấm mấy, tức là 25%. Khi nào cái số lẻ mình mới, số nhỏ mình lấy lẻ, còn số lớn mình cứ lấy chẵn. Tại vì các bạn thấy tại sao tôi để 35 ở 25? Tại vì 3 cột mình nhân 4 lên là 25. Nhân 4 lên thì ra được 100%. Đấy. Thì tôi để 24 25 luôn cho nó xong. Nha. Tại vì một lát mình sẽ sử dụng cái cột đó cho cái này nè. Đó, tức là nó 4 cái là nó ra được cái này. 4 cái 25 nó ra được cái này. Nha. Rồi. Còn một cột nữa là nhiêu quên rồi. Còn 8. Còn 8. Width là nhiêu? 8 8 8 64. 64. 64 chấm mấy? 64 chấm mấy? 64.66 hả?
nhiều, 64 sao mấy quên rồi, 88 64 36 phải 64 đúng không? Rồi tôi vốn mấy cái này lắm em ơi, em cộng trừ nhân chia dùm cái. Rồi đó, như vậy đó thì ba cái này nó thành trăm trăm. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình để dữ liệu vô. Rồi cái này là img, ngu ghê không, ngu ghê không, đặt img image đi cho nó nhiều chữ không biết nữa. Image. Rồi cái logo, ok. Mấy cái này là gì ta, có nào có cái hình không để tượng trưng coi, có cái tên, cái tên bên này để tượng trưng trước ha. Rồi để tượng trưng thôi nha. Rồi cái này là menu nè, menu thì bây giờ mình để chữ menu đi, mình chạy nó ok cái đó mình tính ha. Rồi bây giờ mình thiếu cái background là một cái CSS nữa, cái body là một cái CSS background nữa. Rồi Ctrl C để mình viết background cho cái body. Rồi background color, background image chứ quên. Rồi URL mở ngoặc ra, chấm chấm xuyệt, email. Rồi background của mình đâu, nó bán hàng nữa vậy trời. Hả, nó bán nước ngọt hả? Bán nước ngọt, đứa nào ăn nước, ăn bánh uống nước ngọt không? Không, nó không chịu ăn. Anh thấy cái miệng tôi nó biết đó. Nó đi rồi, nó đi rồi. Rồi background repeat ha, đây là một số tham số mình phải biết khi làm background. Background repeat là non. Rồi background size thì mình phải cho lúc nào cũng cho 100% hết giùm. Đó. Rồi ok. Tạm sờ ổn rồi đó. Rồi mình thấy nó sai gì bắt đầu mình sửa. Làm tới đâu nó chắc tới đó, từ từ mình tính ha. Rồi chạy. Nó không chạy tôi chạy á. Rồi. Ổn ha. Giống ý đồ của mình rồi đó. Background ok ổn. Có này là sai nè, nó chưa nằm trên hàng nè. Đấy thì đang mặc định như vậy đúng rồi, bây giờ phải cho nó nằm trên hàng chứ. Không nằm trên hàng sao được, làm sao nằm trên hàng trời. Chết rồi, hết biết đừng làm rồi. Sao nằm trên hàng các bạn ơi? Ba cái này làm sao nằm trên hàng? Đây, ba này làm sao nằm trên hàng trời? Display ở đâu? Hàng con hay hàng chàng lớn? Hàng cha. Đây đó phải không? Thử ha. Chứ tôi dốt này lắm. Thiệt. Các bạn chuyên nghiệp, tôi dở, tôi không chuyên nghiệp. Display black đúng không? Phải không? Tại sao phải display black? Bây giờ đi nào cá đi, nào thắng thì cho con ly trà sữa. Cá nè, nếu mà chạy đúng như ý mình mong muốn các bạn được cái ly trà sữa hả? Không, cái gì nó phải, cái gì nó phải nhanh gọn lẹ chứ, đợi suy nghĩ mà đợi mà ngồi viết rồi vẽ lát thì ra chuyện bình thường rồi đất cơi. Rồi cảm ơn các bạn, đúng rồi, nó lên hàng đúng rồi đó nha. Đây đúng rồi, từ từ mình tính. Rồi làm sao canh giữa lại hết tất cả mấy cái này, ở đâu? Ở trên thằng container. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình viết một cái CSS khác để mình chèn đi đó.
chứ không ai chơi style gì trên rồi ha. Thì cái này mình để sao ta, mình flex đi ha, top flex đi ha, để cho nhớ. Rồi display lần đầu tiên tôi làm này. Justify gì em, cái này nói gì quên tiêu rồi. Justify content hả? Justify content hai chấm là space, space between. Em đang nói về gì vậy? Cái này là khoảng cách đều giữa các box. Bây giờ tôi muốn nó nằm giữa cái chiều cao gì nè. Cái này là khoảng cách giữa các box. Cái này là muốn nằm giữa theo chiều cao nè. Rồi, mình thêm cái thằng tốt lét vô đây. Ok ha. Bắt đầu mình đẻ ra được ba cái nè. Đấy, cái này là căn layout. Cái này chừng nữa làm cho thằng này, cái này cũng chừng nữa làm cho thằng này. Có đâu ha. Bây giờ tôi muốn là cái này nè, nó nằm giữa đây nè, cái này nằm giữa xuống nè. Thì làm sao? Cái này không cần nè ha, cái này không cần thiết. Không cần thiết ngay lúc này. Tại vì mình chia theo cột rồi thì mình không cần được tính đó nữa. Nó đã đều rồi ha. Bedding margin đúng không? Dễ quá trời. Thôi cái đó từ từ tính đi. Bây giờ mình làm gì nữa? Menu hả? Để menu vô, cho cái chữ này nằm giữa nha. Menu nằm giữa nha. Rồi các bạn chú ý nè, cái này nó chỉ là cái CSS để canh nào thôi, đừng đụng tới nó. Tại vì có những chỗ khác để sử dụng lại. Thì mình phải đặt tên ở đây thêm một cái CSS nữa, menu, để mình làm cho quỹ này. Hình dung không? Hoặc là gì? Navigation. Đó, tiếng Anh dốt quá, hồi để cho menu đi cho dễ quản lý. Đó. Navigation cuối cùng biết gì nữa mà mệt. Rồi menu. Đó. Thì trước tiên là mình muốn cho nó là test là center, đơn giản vậy thôi. Ok. Ổn. Rồi cái hình này chừng nữa mình cho thêm mấy icon nữa thì nó sẽ tới đây ổn nè. Nó đủ ha. Cái này để đó đi. Bây giờ cái menu. Menu của mình bao nhiêu menu vậy? Có mấy menu giữa em ơi, em gì ơi, 4-5 cái gì đó hả? UL ha, ULLI, ULLI, mấy cái? 5 cái, 5 cái LI. Cho đại đi trời, mệt. Rồi, A, A, ví dụ như là Home đi, Home. Rồi ok xong. Nhưng bản mấy này ra. Chương trình làm menu xin được phép bắt đầu nè. About ha. Cái này các bạn có thể sửa lại ha. Mình làm thử chơi cho nó vui thôi. Confirm lại những kiến thức đã học thôi. Sản phẩm dịch vụ liên hệ. À, này giống như là những cái mà nó có sẵn vậy. Các bạn có biên thiếu tra gì mà mình viết lại mình học đơn giản thôi. Rồi ok, ổn. Chết không, nó nằm xuống dưới trên luôn rồi kìa. Rồi bây giờ bắt đầu mình canh lại là nằm giữa nè. À, cái phần này cái logo nó bị dính lên trên nè, thì mình cho xích xuống đi. Cái phần nào xích xuống? Cái phần top ha, hoặc là cái phần raw này cũng được, nhưng mà top này nó chưa có CSS nè. Mình sử dụng cái top đi. Top này thì đương nhiên là mình cho margin thôi. Margin top 10 pixel chẳng hạn. Đó, thì nó xích xuống 10 pixel là ok. Rồi bây giờ xử lý cái menu này ha. Đầu tiên là phải cho nó nằm ngang, đầu tiên phải cho nó mất hết mấy cái dấu chấm này là ok. Thì hiện tại ví dụ như menu mình đang nằm ở đâu? Mình đang nằm trong cái menu ha. UL đang nằm trong cái menu. Thì UL này mình cho nó là margin không, margin đi, list style đi.
style style nha, là bỏ cái dấu chấm đi đó. Rồi bỏ hết dấu chấm. Bây giờ cho nó nằm trên một hàng thì là chấm u chấm menu ulli nè. Rồi cho nó nằm trên hàng mới nãy mình vừa học gì đó, display black được không? Hên xui đi, không được ha. Ủa sao này nó không được ta? Hả? À làm cha mới đúng đúng không? Rồi bỏ con này đi, còn thông minh lắm, còn tỉnh táo lắm, gạt mà không được, trời đất cơ. Vậy là cái này nó nằm trên đây, mắc gì đẻ ra thêm cái anh chị. Rồi ok, bây giờ cho mấy cái này nó cách khoản ra đi. Rồi chỗ này nó quan trọng là mình nè, ví dụ mình muốn quản lý mỗi cái menu đó là một li, mà mình muốn rê chuột vô mà cái background của nó thì mình cho li background, hoặc là mình cho li cái background của thẻ A cũng được, chả sao hết ha. Còn ở đây bạn chỉ cần là đổi màu thôi thì mình không cần, cho nên cái phần này mình sẽ là li đi, mình sẽ cho cái gì bedding hay mặt in đó, bedding 20 pixel, 10 pixel, hình như tôi làm ngược, 10 pixel, 20 pixel đó nha. Rồi bây giờ canh blade này cho nó nằm giữa em ơi, 10 pixel không được, 10 pixel nó nằm tuốt ở dưới. Rồi do lý do gì mà 10 pixel không được, nó bị xệ xuống đây nè, là do gì? Do cái thằng này nè nó chưa có mặt in, tức là mình phải cho mặt in không đi để cho mấy thằng y á nó sát lại nhau, mặc định cái u á, ul nó có khoảng cách trống vậy nè, cho nên mặt in cho nó thông, gõ đầu xuống đây mình nhận là y mình làm vậy thì nó ok ha, nó ngay giữa. Rồi nguyên cái đám này mình muốn cho canh giữa thì sao? Muốn cho canh giữa hết 4, 5, 6 cái đó, 5, 6 cái đó canh giữa. Justify gì? Justify content hả? Flex gì? Không, flex swing không được. Flex swing là khoảng cách giữa các li nó đều nhau. Còn này mình muốn là hai bên nó trống, nó gom mấy cái li lại với nhau. Spare raw hả? Wow, nó lấy hết luôn. Survey between. Không, nó cũng lấy hết luôn. Nó lấy giữa không được hết ta. Ai tầm hả? Thử coi. Justify item center. Rồi không được, nó vẫn nằm bên trái, ý là muốn đến cái này nằm giữa này các bạn, nằm giữa ngay cái chỗ này nè. Display black top, display black top, cái top đâu cần đâu, cái top là một cái deep bình thường thôi, hiện tại là mình đang ở trong cái UL mà. Không, cái đó mình đã căng 100% hết rồi. Cái này mình đang ở cái con 8 á. Cái này đang ở con 8. Đang con 8, con 8 là chỉ có một UL thôi. Đây. Con 8 chỉ có một UL thôi. Cái UL này là đang là của mấy anh item này nè. Mà mấy anh item này muốn canh giữa hết. Mình đâu cần tới ngoài ta. Ở trong đây nó đã fix ở trong đây rồi nè, mắc gì liên quan ở ngoài. Không, hiện tại nó đều rồi. Hiện tại là nó đều hết rồi.
Bây giờ có vấn đề là chỉ nằm chỗ này thôi nè. Ý là con 1, con 8, con 3 là nó đều rồi, nó đúng rồi. Thì UL này ra giữa, muốn UL này ra giữa nè. Muốn UL là ra giữa nè. Thì mình làm sao để cho UL ra giữa? UL mặc định là nó full nguyên cái bóc đó đó. Mặc định full nguyên cái con 8 nè. Ai biết làm không? Bỏ cái justify chỗ nào? Bỏ này hả? Ơi. Chỗ nào xài cho cái nào? Rồi, đọc justify content. Ý nghĩa là gì? Không, không phải. Ừ, này nó bị rời rạc nhau rồi. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Về tự nghiên cứu theo đi. Về tự nghiên cứu đi. Có gì chỉ lại tôi. Em làm gì thì sao được. Người ta vậy rồi tự nhiên làm kỳ vậy. Vậy mới khó chứ. Chứ làm theo ý em sao khó được. Một bài toán khó mà. Justify item center. Nó cũng không, cũng như không à. Không có này cũng như không à. Để dùng chi? Cho nó nhiều cái code mệt vậy. Mà để vậy đi, từ từ tính nha. Ai xử lý được từ từ tính sau. Bây giờ đi tiếp đi. Đi tiếp phần dưới ha. Phần đó vậy được rồi đó. Tức là mình có container nằm trong một cái thằng full rồi. Bây giờ xuống dưới là cái banner. Thì cái banner mình sẽ để trong cái phần là, ví dụ nè, nguyên cái đám này mình để gì là ok rồi, ổn rồi. Nhưng mà để cho nó chuẩn HTML5 á, thì cái này nó là header nè ha. Cái này là header nè. Thì bắt đầu mình đổi lại. Mình đổi lại là header đó. Mình đổi là header. Và chắc chắn là cái đống này nó nằm dưới này nè. Đó. Và cái class raw này nằm trong header. Thì cái đó là HTML5 ha. Đơn giản vậy thôi. Tại vì cái phần header này có phần mình sẽ giữ lại ở các trang con. Nhớ ha, phần header giữ lại. Còn tất cả những phần khác là mình bỏ hết. Rồi, ví dụ như với HTML5 thì cái phần nào hiển thị trên trang chủ á, thì mình có thêm cái thẻ là main chẳng hạn. Thì trong thẻ main này mình có những cái section. Còn không thì bỏ luôn cái này. Tại vì một số trình duyệt nó không update cái thẻ main, nó báo lỗi. Thì từ đây về sau những cái phần nào mà hiển thị trên trang chủ cứ sử dụng section là xong nha. Mỗi một ấy là một cái section. Tức là cái banner cũng là section. Cái này cũng là section. Cái này cũng là session. Cái này cũng là session. Nguyên cái đáp này cũng là session. Nguyên cái đáp dưới này cũng là session. Tại vì mình muốn cho nó khoảng cách đều với nhau. Và cái phần CSS đều với nhau mình đã làm rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ là cái phần banner ha. Cái phần banner mới nãy mình có xuất chưa ta? Xuất chưa? Mình có xuất banner chưa? Chữ là mình chưa xuất đúng không? Rồi bây giờ mình tạm là mình xuất cái nguyên cái banner đi, để mình ra được cái layout đi. Chừng nữa mình khi nào làm động mình tính sao ha. Chừng nữa làm động tính sao. Bây giờ mình xuất để vô cho nó đẹp cái đã. Rồi, Ctrl G. Hình ảnh banner. Rồi, xuất cái hình ảnh banner này ra.
Rồi, hình ảnh banner có. Copy về. Rồi, nó nằm trong đây. Rồi. Thì ngay cái chỗ này là mình là banner. Số sao đầu tiên là banner ha. Thì cái banner này hiện tại thì mình chưa có cần làm gì hết, cho nên mình để nguyên cái hình vô. Hình ảnh banner. Rồi. Rồi cái này nó đã canh giữa chưa? Muốn canh giữa thì sao? Thêm cái gì vô canh giữa? Làm sao biết cái này là banner? Cho nó là một cái banner. Rồi cái banner này chỉ là canh giữa thôi, từ từ tính sao. Một cái CDS có thể không cần định nghĩa. Một CDS không cần định nghĩa ha, mà mình chỉ cần là banner này mình định nghĩa cái thằng là thôi, test là center thôi là xong, cho nó đơn giản. Mùa xuân này là đã bao xuân. Nói chung là khi mình làm trên Figma có thể là lệch, có thể là sai, nhưng mà tới hồi mình làm trên đây là chắc chắn nó đúng ngưỡng giữa. Kỹ gì mà kỳ, mình làm nó theo chuẩn quốc tế kỹ gì. Còn Figma thì mình kéo tới kéo lui nó bị sai, nó bị sai vị trí. Rồi bây giờ tới session tiếp theo nè. Session đó thì về mai mốt làm động, bữa sau mình làm động này. Bây giờ mình làm lên tỉnh cho nó ok hết đi. Rồi session banner xong ha. Bây giờ tới session gì đó. Mỗi cái một session như vậy đó. Rồi session tiếp theo là cái này ha, cái background này. Rồi session tiếp theo. Rồi copy ra 6-7 session bỏ đó đi. Rồi mỗi session này là một cái raw ha, thì mình có thể là class raw ở đây, hoặc là vô cái session này nè mình thêm cái một cái raw vô đây nữa là ok. Ví dụ margin phải không, session margin rồi ok, nguyên cái raw mình copy vô đây. Session là phải cho nó full. Rồi khỏi cần class trong session khi mất công. Rồi session này ok xong, bây giờ tới cái session tiếp theo là class nè. Bây giờ mình cho một cái background trang trí là cái chữ mới nãy đó, cái dây chữ chữ mới nãy đó. Thì bắt đầu mình vô đây mình viết thôi. Chấm background trang trí ha. Thì cái này là background image URL, mở ngoặc ra, nháy đôi, chấm chấm xuyệt, image, rồi mình xuyển cái. Rồi background đâu rồi? Nãy đặt tên gì quên mất tiêu rồi. Bốn dịch vụ hình ảnh banner M44 Omni. Bắt đầu nãy xéo gì ta? Ủa bữa nay có xuất một cái một cái sợi dây đã mất tiêu rồi. Frame 10 không có, không cái xuất chắc là cái cắt gì nãy. Giờ đặt tên lại thôi. Trang trí. Nó tiện ha, mình cần được. Đây nè, chưa có bi qua. Chưa có bi qua. Rồi trang trí.
Đó. Rồi mình coi trang trí của mình nè. Ví dụ như là 138, 144 mấy vậy đó. Kệ, bây giờ mình sẽ cho nó là background size. Background size là 100% nè. Được, nhưng mà nó sẽ không có thấy đầy đủ nội dung của mình. Cover thì nó có thể rớp lên, rớp trên, rớp dưới, rớp trái, rớp phải. Nó bị crop. Nếu kích thước nó không có đúng kích thước file. Rồi, background repeat là no nè. No repeat, không có lặp lại. Nó chỉ duy nhất một cái thôi. Rồi, min hay. Hoặc là hay luôn cũng được nữa. Tại vì cái này nó chỉ có một cái line đó thôi. Hay hay là bữa nãy tôi thấy là 138 hay gì đó, hay là 150 gì đó chẳng hạn, là ok. Cái hay thì các bạn không cần để phần trăm, nó phải là đơn vị cố định, kích thước cố định chẳng hạn. Làm gió thu đá về xuân sao đất này, một áng mây trắng bồng bềnh trôi trên sông, mùa thu hôm nay đã tầm trăm chiến đấu. Rồi bắt đầu tới trend ha. Tới trend. Thì bắt đầu tới trend nè. Ờ tới cái này chứ. Cái này nè, nó là một cái màu xanh. Rồi, một cái vóc màu xanh. Rồi ở trong đó mặt kinh bao nhiêu đó tùy, có ba cái vóc này. Bây giờ màu xanh. Một cái background màu xanh. Một cái background dịch vụ ha. Background color cho nó màu xanh. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó có cái bedding. Bedding ví dụ như nãy tôi ước lượng nó khoảng là 20 pixel, 50 pixel. Bề ngang thường thường bedding nó sẽ rộng hơn cái bề cao, nhìn nó mới đồng thanh đồng thủ. Tại vì khi mà làm hình chữ nhật á, thì cái bedding phía trên với phía dưới nó phải bằng nhau, trái phải bằng nhau, không cần bốn cái bằng nhau đâu. Đây. Cái thiết kế của người ta nè, ở trên nó khoảng nhiều nè, ở dưới khoảng nhiều nè, trái nhiều nè, nó gần như gấp đôi ha. Thì tôi cho nó vậy. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp icon, một box, hai box, ba box, có cái line chính giữa. Thì bây giờ mình chia theo cột thôi, chia theo cột thôi. Tới đây, cái này là gì, lát gì mới đặt tên đi quên rồi nè. Dịch vụ Java, ám ảnh Java. Rồi trong đây là mấy cái box icon, ví dụ như vậy ha. Rồi nó có ba cái box icon. Rồi cái này mình dùng led được nè, dùng led được nè, ba con nè, quỷ nè, led nè. Hoặc là mình chia theo cột giống như bữa nãy mình phân tích được hết. Ví dụ như là 4 cột, 4 cột, 4 cột, mỗi em 4 cột hết. Thì 4 nhân lên đi là nhiêu. Rồi box icon nè, width 8 4 nhiêu, 8 4 32. Làm gì có 3, ờ à, rồi 32. Thì mình làm 33.33%. Rồi bây giờ mình mới đưa icon và đưa chữ vô là xong nha. Icon bữa nãy mình đã xuất rồi luôn rồi, mà không biết tên gì nữa. Email 31, email 33, 34, 31, 33, 34, 31, 33, 34, 31 có, 33 có, 34 chưa có, 34 đây. Đấy, nhớ đặt tên nha, để mơ mốt mình xuất nó dễ giống gì chứ. Giờ đi kiếm mất mệt không? 31, 33, 34. Rồi, ok. Bây giờ mình đưa 31, 33, 34 vô đi. Rồi, bây giờ mỗi cái icon của mình á, mình sẽ thấy gì? Nó có cái chữ, mà cái chữ nó đều như cái này nha. Thì mình có thể là trong đây mình có là hai cái đít con trong đây, hai đít con, có đít thì mình mới canh được,
còn có điếc là canh không có ngay. À, email 33 trước đúng không? 33 trước, 31 trước. Rồi một điếc nữa đây thì nó sẽ ghi hai cái dòng, cộng trên A cộng trên C, bét vô đây đó, cái này là BR xuống. Rồi các bạn sẽ thấy là cái phông chữ này nó nhỏ hơn ha, nhỏ hơn thì mình có thể là cho span ngay đây. Cái gì đặc biệt thì các bạn cho nó vô một cái span để làm CSS cho nó dễ. Rồi mình đã có một box rồi, mấy box kia y chang vậy thôi, thay cái hình là thôi là xong, thay hình thay nội dung đấy. Rồi 31 33 34 cái nào mà không đặt tên layer là tôi dính. Nhớ đặt tên layer cho đàng hoàng. Đấy, không có gì gì khó, làm tới đâu chính xác tới đó. Cho nên mấy cái này mình dễ, mình làm cho nó nhanh, cho quen tay. Rồi, ai làm xảy đến này được cho con cho nói coi. Đọc cho tôi viết đây. Xảy đến nó dễ nè. Dễ nè. Rồi ok. Bây giờ kết quả, coi kết quả trước. Chất work. Rồi thử đây. Dịch vụ đúng không? Rồi dịch vụ làm gì nữa này dịch vụ ơi? Display. Display. Cái gì vậy? Là gì? Nó làm tôi chóng mặt quá. Cuối cùng là chế gì? Display gì? Đó là read, read. Tại sao không dùng led mà dùng read? Cái chỗ này không cần là dùng read đâu em ơi, read là chỗ nào nó phức tạp kìa. Chia cột chia hàng kìa. Cái này mới có 3 box nằm ngang thôi cũng mà đặt read nữa thánh thằng vậy trời. Flex đơn giản được nha. Chỗ này flex đơn giản được. Trời đất ơi. Rồi canh cho vô giữa đi trời quý vị. Sao mà cho vô giữa giờ? Sao vậy? Content hả? Content nằm đâu? Cái này là content nè. Cái này là dịch vụ nè. Container đúng chưa kìa? Container đúng chưa kìa? Ở trên đây container được nè. Ở trên đây container nằm đâu vậy? Nó nằm trong một cái session, một cái div. Tức là cái session này của mình với nãy á là nó đã là full rồi. Mình để container vô nó không hiểu đâu. Container nó phải nằm phía trong. Nha. Đó. Các bạn chú ý, session là session, đừng có nhét container vô đó. Container nó phải là nằm con. Rồi, bây giờ cho cái chữ nằm bên trên đi. Đây. Một cái box icon nó có hai cái div, div thứ nhất là nó chứa cái hình, div thứ hai thì nó nằm đây. Bây giờ cho nó nằm lên trên đi. Nằm lên trên. Tại sao các bạn, tại sao phải có hai cái div ngay đây các bạn? Giải thích thử coi.
Tại sao có hai cái deep này? Mình bỏ deep được không? Bỏ deep được không? Mình phải nhìn nhận là mình bỏ deep được không? Trả lời thử rồi, lý do không? Sai, một lý thuyết sai, một sự giải thích sai. Chưa đúng. Chưa đúng. Được không em? Tức là mình không cần hai cái deep được không? Nó chỉ là hình với chữ không được không? Về bản chất là không. Về bản chất là được. Nhưng mà ở đây người ta canh sao? Người ta canh mấy cái chữ này nè, nó ngang bằng với cái này nè. Về bản chất được, nhưng mà nó sẽ, cái chữ nó nằm lên top, nó sẽ không có ngay giữa theo chiều cao của mấy icon này. Thì mình phải để hai cái deep, deep này, deep này, để lát mình canh cái này, cái phần mặt viên đó, nó dễ. Tôi ví dụ nè, ví dụ ngay chỗ này nè, tôi không cần cái deep nha, tôi không cần cái deep này luôn, nó cũng được, nó cũng sao chứ, nhưng mà nó sẽ không có theo ý mình. Rồi cái bóc đầu tiên ha, bóc đầu tiên làm khác hai bóc kia, nó chỉ là hình với chữ thôi. Thì các bạn thấy hình với chữ đó, cái này không có deep nè. Ở cái hình nhỏ to dữ trời. Hàng này thiệt á, làm cái khung hình quá trời bự. Rồi bây giờ tôi chỉ cần là thằng quỷ này lép thôi, là quỷ này chạy lên trên là ok. Tức là cái box icon của mình á, box icon mà img á, mình cho nó lép là xong. Thì cái chữ lúc này nó sẽ lên trên. Mà nó bị cái vấn đề là nó nằm sát ở trên, nó không nằm giữa theo chiều cao của icon bên trái. Rồi ai có cách nào khác không? Ví dụ như làm này không được, cách khác. Cách khác là cái cách mà nó không có deep á. Có ai có cách khác không? Justify đâu được không? Chỗ này justify đâu được không? Đó, bóc số 2. Rồi bóc 1, bóc 2 nó giống nhau rồi đó. Bóc 3 sao giống hay vậy ta? Bóc 3 sao giống gì? Bóc 3 sao giống gì? Bóc 3 sao giống hay vậy? Hên đi trời. Rồi mình biết cho bóc 3 luôn đi. Tối ngày đi bán hoài trời. Đang làm dự án 2 đó. Đang vậy làm gì, dự án phát triển cá nhân 2 đó. Rồi bóc, bóc icon, bóc icon. Bây giờ mình muốn truy cập vô cái deep thứ hai, truy cập sao? Deep thứ nhất, deep thứ nhất là try, nth try, first try, last try. Mình chọn cái nào đây? Vớ chai hay lá chai? Lá chai hả? Cuối cùng, lá là cuối cùng. Cái deep cuối cùng của mình đó thì nó có bedding bit top là khoảng 10 pixel chẳng hạn. Tức là mình đẩy cái thằng test xuống 10 pixel nha. Đấy, 20 pixel, 30 pixel. Đấy, thì mình thấy cái này nó đúng nè. Cho nên nó phải có cái deep là vậy á. Nha, không có deep mình khó canh, mình test lắm. Rồi, ở trong cái deep này, cái chữ đầu tiên của mình đó là chữ in đậm. Nha. Cái deep sau đẩy xuống. Cái deep sau này nó có chữ thì mình muốn là in đậm. Và phong size hơi lớn lên xíu. Phong size là tôi cho khoảng 16 BT. Rồi in đậm là phong quay bold. Đó. Chết bà nội rồi, nó đậm quá đậm rồi. 12. Rồi cái phong ở dưới tôi cho nó nhỏ lại. Phong này nè, thì phong này đang nằm trong span, nghĩa là
cái thằng quỷ này nè, nó mà nếu mà nó gặp Ben á thì tôi cho nó là phong quay đằng non, nó một phong sai, tôi cho nhỏ lại nữa 10. Rồi ví dụ như tôi cho cái color màu xám xuống đó, màu xám xuống là màu 666, ví dụ như vậy. Ok, hình dung ha. Cho nên nó cần cái deep phía trong vậy để mình làm CSS cho nó dễ gì trên đó. Cho nên các bạn thấy cái này nè, ok, bạn này không ok nè hả? Sao em, sao sao last child là thằng con cuối cùng đây nè, em thấy nè, ở trong đây nè nó có một deep nè, nó có hai deep nè, thì last child là thằng cuối cùng, thằng này là first first child là thằng đầu tiên, còn những thằng kế kế nữa là nth child, mở ngoặc ra thằng thứ mấy, nói vậy đó. Cho nên mình làm cho nó đúng như vậy á nha. Đợi đầu tôi điện này vô, giờ tôi cho mấy cái kia nó giống nhau đi. À đâu ta, cái hình đúng không? Ok, cái hình đúng không? Ok, điếp mở phải không? Điếp mở phải không? Điếp đóng đúng không? Đấy, cái này nó phải giống nhau các bạn, giống nhau thì làm CSS nó hiểu lượt một. Ý ôi dù để lộn chỗ thôi quý vị, học gì lộn một lộn mà sợ gì. Có những deep nó tồn tại, nó chỉ là cái deep. Ngày mai em đi bên bóng em kinh đường, vậy là mình phải đẩy cái bốc màu xanh này cho nó nhỏ lại. Có cái gì mình không hiểu.